tử vi thứ bảy ngày 1 tháng 10 năm 2022 của 12 con giáp tức ngày 6 tháng 9 năm 2022 âm lịch ngày đinh hợi tháng canh tất năm nhâm dần. Xung ngày, kỳ tị, quý tị, quý mùi, quý sửu, quý hợi xung tháng, giáp thìn, mậu thìn. Giáp tất thứ bảy này con giáp nào gặp nhiều may mắn, con giáp nào gặp họa tai ương. Dự báo này giúp bạn lường trước những điều có thể xảy ra trong ngày để tìm cách đề phòng, để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube tử vi mỗi ngày.vn 1. Tuổi tí ngày 1 tháng 10 năm 2022 nay là một ngày yên bình đối với người tuổi tí. Nhờ được tam hội giúp sức, bản mệnh xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn mỗi khi có khó khăn thậm chí nếu giữ được tinh thần làm việc nghiêm túc trách nhiệm bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên khoảng thời gian tiếp theo sẽ là khoảng thời gian đầy hy vọng với bạn hãy tự tin vào bản thân và lập cho mình một kế hoạch phát triển rõ ràng thủy vượng cho thấy bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận não bộ bàng quang hãy chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn, đừng làm việc quá sức dù bận rộn đi nữa. Giờ tốt, 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, đen, trắng quý nhân phù trợ, dậu thân tị. hai Tuổi Sửu ngày 1 tháng 10 năm 2022 thực thần phù trợ, những người tuổi Sửu làm nghề tự do dễ nhận được những phần thưởng xứng đáng cho những cố gắng trong suốt thời gian qua nếu là người làm kinh tế bạn có thể nhanh chóng mở rộng được mạng lưới khách hàng những người làm công việc văn phòng có một ngày làm việc yên bình và hòa hợp với đồng nghiệp mọi người bàn luận và thống nhất được quan điểm nên công việc tiến triển rất thuận lợi nhiều kế hoạch thuận lợi quá dự kiến của bạn thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh cần trân trọng gia đình mình hơn dù công việc bận rộn đến thế nào đi chăng nữa hãy cố gắng dành một khoảng thời gian để quay quần bên các thành viên, ít nhất là trong bữa tối. Giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, cà phê. Sám quý nhân phù trợ tuất, mão, hợi. 3. Tuổi dần ngày 1 tháng 10 năm 2022 cục diện tương phá mang đến những tác động không mong muốn với người tuổi dần, mà chủ yếu là trên phương diện tình cảm nếu đã lấy vợ lấy chồng thì bản mệnh cần phải nhanh chóng hàn gắn những dạn nứt đã xuất hiện giữa đôi bên những người còn độc thân dễ gặp phải đào hoa xấu bạn khó tìm được người phù hợp và thật lòng quan tâm đến mình đồng thời bạn cũng khó có thể rung động với ai hãy chờ đợi một khoảng thời gian nữa nhé chính ấn nhận thấy bạn là người thông minh nhưng lại quá hiền lành không ham danh lợi nên không muốn tiếp tục cố gắng hơn nữa nếu đã vội hài lòng với thực tại thì bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Để người đi sau vượt lên phía trước mình. Giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, xanh rêu, xanh ra trời quý nhân phù trợ, mùi tất hợi. Bốn tuổi mão ngày 1 tháng 10 năm 2022 xem tử vi chính xác nhất tam hợp tác động khiến người tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt đầu một ngày mới. Dù công việc có khó khăn đến mấy, bạn cũng không ngại nhận thêm trách nhiệm. Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, không ít người muốn giới thiệu cho bạn những cơ hội triển vọng quan trọng là bạn cần phải xác định được mục tiêu chính xác cho mình đừng vội vàng đưa ra quyết định khi chưa rõ năng lực của bản thân thủy sinh mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp quan hệ giữa hai vợ chồng hài hòa bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau chẳng hề giấu giếm bất cứ điều gì giờ tốt, 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, xanh lá cây, xanh rêu quý nhân phù trợ, sửu tất hợi. Nam, tuổi thìn ngày 1 tháng 10 năm 2022 thương quan báo hiệu một ngày làm việc chẳng mấy suôn sẻ với người tuổi thìn. Do bản tính hiếu thắng, chẳng chịu thua bất cứ ai bạn dễ vướng phải những tranh chấp với đồng nghiệp và thậm chí là với cả cấp trên của mình chuyện thi cử cũng không suôn sẻ đối với bản mệnh những ai tham gia thi tuyển hoặc bầu cử phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng nếu không bạn sẽ không thể lường được những khó khăn mà mình sẽ gặp phải thổ khắc thủy cũng khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến bạn chớ nên khăng khăng với ý kiến cá nhân đề cao cái tôi của mình quá mức mà bỏ ngoài tai những điều người ấy nói. Giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cắt tường, vàng, nâu quý nhân phù trợ tuất, dậu, thân. Sáu, tuổi tỵ ngày 1 tháng 10 năm 2022 cục diện tương dung ảnh hưởng khiến người tuổi tỵ luôn coi mình là người tài giỏi nhất bản mệnh không chịu tiếp thu ý kiến nên dễ gây mất lòng thậm chí là tổn thương đồng nghiệp bạn bè xung quanh có nhiều khả năng bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc bạn nên học cách tin tưởng mọi người và chia sẻ gánh nặng của mình với người khác nếu đoàn kết với mọi người mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều theo hải thượng lãn ông 1 tháng 10 năm 2022 là ngày can đinh. Ngày này cần tránh trị bệnh ở tim, hạn chế mọi sự mổ xẻ, châm trích ở vị trí này. Giờ tốt 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, đỏ, hồng quý nhân phù trợ, Dậu sửu thân. 7 Tuổi ngọ ngày 1 tháng 10 năm 2022 thủy khắc hỏa, vợ chồng người tuổi ngọ rất dễ rơi vào tình trạng to tiếng với nhau. Dù vợ chồng khó tránh khỏi những khi lục đục, nhưng chính những lúc như thế này lại càng là lúc đôi bên cần lắng nghe để thấu hiểu nhau hơn. Bản mệnh cần nhắc nhở bản thân rằng vợ chồng cùng chung sống dưới một mái nhà. Đừng khiến bầu không khí thêm căng thẳng, đặc biệt là khiến con cái phải chịu tổn thương có điều gì đôi bên cần bình tĩnh trao đổi với nhau. Trên phương diện sự nghiệp, sự xuất hiện của tỷ kiên khiến bản mệnh dễ vướng vào những vụ tranh chấp của đồng nghiệp hoặc bạn bè. Bản mệnh có thể là người đứng ra khuyên giải mọi người, chứ đừng nên nghe theo những lời suối bẩy. Giờ tốt 19 giờ 21 giờ màu sắc cắt tường, tím, đỏ quý nhân phù trợ tuất mão, dần. 8. Tuổi mùi ngày 1 tháng 10 năm 2022 thực thần cho thấy những người tuổi mùi làm kinh doanh có cơ hội phát tài trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể ký kết được những cơ hội làm ăn đáng giá. Thậm chí may mắn thu hồi được một khoản lời lãi đáng kể. Bạn vốn là người khá ôn hòa và rộng rãi với mọi người, tuy nhiên bạn không đối xử thật lòng với tất cả mọi người mình tiếp xúc. Nếu có thể... Hãy tránh xa những mối quan hệ đó gây hại cho mình, đừng để mình chịu ảnh hưởng xấu. Xem ngày tốt xấu theo trực trực mãn là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc tế tự. Vì vậy, bạn nên sắp xếp công việc phù hợp để thực hiện trong ngày hôm nay, như vậy mới gặp nhiều may mắn. Giờ tốt 21 giờ 23 giờ màu sắc cắt tường, nâu, xám quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tuổi thân ngày 1 tháng 10 năm 2022 cục diện tương hại khiến người tuổi thân phải trải qua nhiều biến cố trong ngày hôm nay. Những chuyện thị phi không đáng có do kẻ tiểu nhân đặt điều có thể khiến nhiều người có cái nhìn sai lệch về bạn. Hãy bỏ ngoài tai những lời sai trái. Trong tình huống xấu nhất ấy bản mệnh cũng chớ nên quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác bởi trên thực tế chỉ có những hành động cụ thể mới có thể chứng minh được sự trong sạch của bạn vì thế tập trung vào nhiệm vụ là cách tốt nhất giải quyết vấn đề may mắn có kim sinh thủy mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của gia đình vì vậy nếu gặp phải khó khăn hoặc băn khoăn trước những cơ hội, đừng ngại ngần tâm sự với người thân, mọi người luôn sẵn sàng đưa ra ý kiến giúp bạn. Giờ tốt 7 giờ 9 giờ màu sắc cắt tường, vàng. Trắng quý nhân phù trợ tí, thỉnh dậu. 10 Tuổi dậu ngày 1 tháng 10 năm 2022 xem tử vi hàng ngày, Kim Sinh Thủy, vận trình tình duyên của người tuổi dậu độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh có cơ hội để thể hiện sức hút của mình mỗi khi xuất hiện trước tập thể. Con giáp ấn tượng này có thể nhân cơ hội trò chuyện với người khác giới nhiều hơn. Nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng và yêu thương nửa kia. Dù có bất cứ vấn đề gì khúc mắc, bạn luôn chủ động trao đổi với người ấy. Đôi bên không những là vợ chồng mà còn là tri kỷ, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thiên tài xuất hiện báo hiệu tin vui về tài lộc cho người tuổi dậu. Bạn có thể nhận được một khoản kha khá nhờ những công việc làm thêm của mình. Bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà để mình càng thêm động lực trong tương lai giờ tốt 1 giờ 3 giờ màu sắc cắt tường, bạch kim, xám quý nhân phù trợ tị, sửu thìn. 11, tuổi tuất ngày 1 tháng 10 năm 2022 thương quan cho thấy nay là một ngày vất vả của người tuổi tuất trên lĩnh vực sự nghiệp. Những người làm kinh tế cần hết sức tránh đầu tư vào thời điểm này. Xung quanh bạn đang xuất hiện rất nhiều nguy cơ đấy bạn cũng có thể mâu thuẫn gay gắt với cấp trên của mình khi bất đồng với cấp trên bạn cần lựa lời nói dễ nghe và thuyết phục bằng những lý luận hợp lý chớ nên nổi nóng kẻo chính bạn mới là người chịu thiệt thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm và dành nhiều thời gian hơn nữa cho con cái của mình đừng để mối quan hệ đôi bên ngày càng xa cách hãy trân trọng hơn những gì mình đang có Giờ tốt 11 giờ 13 giờ màu sắc cắt tường, vàng, cam quý nhân phù trợ thân, dần, ngọ. Mười hai, tuổi hợi ngày 1 tháng 10 năm 2022 cục diện tự hình ảnh hưởng đến cảm xúc của người tuổi hợi, khiến bạn dễ có những tư tưởng bi quan. Bản mệnh chớ nên trốn tránh trách nhiệm, đổ tội cho hoàn cảnh hoặc mọi người xung quanh thời điểm này bạn nên hạn chế sự nóng vội đưa ra những quyết định không chính xác bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại mọi việc và tự kiểm điểm bản thân có như vậy mới xác định được những điều cần làm cho tương lai nếu có kế hoạch xuất hành bản mệnh nên đi về hướng nam để gặp hỷ thần hoặc hướng đông để gặp tài thần đây là hai hướng tốt nhất trong ngày đem lại nhiều may mắn giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi giờ tốt 13 giờ 15 giờ màu sắc cát tường, đen, xanh lam quý nhân phù trợ tí, sửu, mùi.